Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, đới gió đông và khối không khí lạnh vẫn còn hoạt động. Vì thế mà các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía đông bắc bộ vẫn nhiều mây, có mưa rào. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và các tỉnh ven biển thì có mưa vừa mưa to, với lượng từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Do trời có mưa rải rác nên nền nhiệt ngày hôm nay vẫn khá thấp. Đêm nay ở vào khoảng từ 19-21 độ tại đồng bằng và từ 17-19 độ tại vùng núi. Sau đó khoảng từ đêm ngày 7 tháng 11 trở đi, khả năng cao các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Trời chuyển rét trở lại ở khu vực Bắc Bộ, vùng núi có nơi rét đậm. Đến với miền Trung, trong ngày và đêm nay, mưa chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới phần phía Bắc của Quảng Bình, với lượng mưa từ dưới 20mm. Còn tại các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Thừa Thiên Huế, trưa vào chiều thì trời có nắng, nên nhiệt độ cũng sẽ tăng dần. Ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung trời còn se lạnh, mức nhiệt độ từ 24 cho tới 26 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh và từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế dao động trong ngưỡng từ 27 tới 29 độ. Còn đối với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, trời nắng ráo nên nhiệt độ từ 30 tới 32 độ. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 8 tháng 11, khi không khí lạnh mạnh tràn về, khu vực Trung Bộ và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có thể xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong khoảng từ 3 tới 4 ngày. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay và ngày mai, ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, trưa chiều trời đều tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 29 cho tới 31 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là từ 32 tới 33 độ. Chiều và tối ở các tỉnh Nam Bộ chỉ có mưa rào nhẹ rải rác, vùng mưa tập trung chính ở khu vực miền Tây. Theo bản tin dự báo ngắn hạn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng từ 3-4 cơn bão. Áp thấp nhiệt đới trong đó sẽ có khoảng từ 2-3 cơn, có ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta. Năm nay mùa mưa bão dự báo sẽ kết thúc muộn, vì vậy sang tới những tháng 1 năm 2022, bão hoặc áp thấp nhiệt đới vẫn có thể xuất hiện và gây ra mưa dông trái mùa cho khu vực Nam Bộ,